có thể như này, cô nói là hiện nay trường đại học Quốc tế Hồng Bàng đã dành trên 20 tỷ đồng để cho cái vấn đề học bổng cho các ngành luôn nói chung, chứ không phải là ngành của học ở trường không. Nếu các em học giỏi và luôn gọi là chúng ta có những cái khả năng để lưu duy trì cái học lực của mình, thì coi như các em hoàn toàn được nhận học bổng 100% trong toàn khóa học của năm học, tùy theo năng lực của các em, chứ không thể nào cái việc mà cho đi thì có phải nhận lại. Đòi hỏi cái việc học bổng cho các em thì phải các em phải nỗ lực rất nhiều để chúng ta khẳng định nhận cái học bổng đó thật giá trị với cái năng lực chúng ta đang có. Thì nói luôn, cô sẽ nói giới thiệu sơ hiện nay là khối ngành ở trường, các khối ngành ở trường đại học Quốc tế Hồng Bàng, các em đại học quốc tế thì chắc chắn vấn đề cái học phí hay tất cả dịch vụ nó cũng sẽ tương đương với cái việc mà các em đang quan tâm. Đại học Quốc tế Hồng Bàng hiện nay có 5 khối ngành lớn của các em, các em luôn sau buổi hôm nay các em sẽ tư vấn ở ngay cái bàn tư vấn em mong muốn. Khối ngành sức khỏe, và nó cô sẽ giới thiệu luôn là khối ngành sức khỏe của trường đại học Quốc tế Hồng Bàng hiện nay là có thể nói là đang đủ mạnh nhà trường. Nó tập trung tất cả những cái khối ngành hiện nay ở một trường đại học thì dù có, ví dụ là răng hàm mặt, bác sĩ răng hàm mặt thì ở thành phố Hồ Chí Minh sau đại học y dược và đại học Nguyễn Thọ Ngọc Thạch thì đại học Quốc tế Hồng Bàng là một trong những trường tư thục ngoài, và chúng ta có ngành bác sĩ răng hàm mặt, có ngành dược và điều dưỡng. Sắp tới thì chúng ta trường sẽ có thứ nhất là ngành hồi sinh và ngành y đa khoa. Đó đây là khối mạnh và thế mạnh của trường đại học Quốc tế Hồng Bàng. Nó có về khối ngành sức khỏe, khối ngành khoa học kỹ thuật, khối ngành ngôn ngữ và khối ngành đặc biệt là khối ngành sư phạm. Hiện nay là trường đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng có là trường đầu tiên có cái ngành sư phạm mầm non. Vì các em cũng biết là trường đại học Quốc tế Hồng Bàng là tập đoàn giáo dục Hữu Hoàng. Hiện nay ngồi trên bàn này có hai trường thuộc tập đoàn Hữu Hoàng là trường Hoa Sen và trường đại học Quốc tế Hồng Bàng. Thì ở trường đại học Quốc tế Hồng Bàng có khối ngành là có cái ngành là ngành sư phạm mầm non. Nếu các em quan tâm tới ngành sư phạm mầm non, để hiện nay trường Hồng Bàng, trường trong tập đoàn đó là có tổng thể là khoảng 35 cái campus và trên 40.000 sinh viên trải dài từ mầm non đến đại học. Thì các em có rất là nhiều cơ hội để lựa chọn. Chúng ta giống như thầy vừa nói, chúng ta không phải là ngành hot, mà chúng ta hot trong ngành. Thì cái điểm các em có thể là duy năng tư, tùy theo năng lực của mình, tùy theo cái nguyện vọng của mình, sở thích của mình, thì các em không phải lo để là cơ hội việc làm. Và đặc biệt năm nay thì trường học Tiểu học Bàng ngoài cái phương thức phổ biến và trường học hiện nay là xét học bạ và vấn đề là xét điểm thi quốc gia, thì trường học Bàng lại có một cái thêm cái phương thức xét tuyển nữa là kỳ thi của nhà trường. Thì kỳ thi nhà trường mở ra để tạo cho cơ hội cho các em có nhiều cái tích cực hơn. Và nếu như các em đăng ký trong tháng 5 và tháng 6 các em tham gia trường học Tiểu học Bàng thì xem như chúng ta đã có khả năng một cái chương trước là chúng ta chỉ cần tốt nghiệp phổ thông quốc gia thôi, và điểm xét tuyển cũng phải theo ngưỡng của nhà trường. Đó thì cô sẽ thông tin tất cả những vấn đề để cho các em nắm rõ và các bạn nào hiện nay thì trường của cô đang có khoảng là 35 ngành và sắp tới sẽ còn bao nhiêu ngành mới để mở nữa. Em quan tâm tất cả các ngành nghề ở những điểm lĩnh vực thì các em sẽ tới gặp tư vấn để các em sẽ thông tin tư vấn hơn, mong muốn những ngành nghề mình trao đổi với các em nhiều hơn nữa và thời gian là có hạn. Chính như thế thì tôi chúc các em một năm mới và nhiều sức khỏe, không có cái gì gọi là phát triển về thể chất là nền tảng phát triển của trí tuệ. Chính vì thế sức khỏe mới là quan trọng. Và cô giới thiệu luôn, trường đại học Quốc tế Hồng Bàng có ngành giáo dục thể chất chuyên ngành thi trắc nghiệm và gớp, hiện nay là trường đầu tiên ở Việt Nam chúng ta có. Nói chung là thành phố ở Việt Nam nó lớn bây giờ Việt Nam.